Xin chào tất cả cô chú anh chị á. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô phôi me nha cô chú anh chị. À, me chua ha, quái đẹp, rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ. Cây mã số đầu tiên là cây mã số 114, một cây siêu đẹp luôn nha. Cái cũ nè, cái cũ đẹp lắm nha cô chú anh chị. À, lật bớt mấy tượng này đi cô chú anh chị, mình thấy cái tượng cái điện cũ. Cây này cực đẹp ha, cũ đẹp, đế đẹp luôn. Hoành cái thân này là 19 nha, thân cũng to nữa nha cô chú anh chị. Cũ là 52, chiều cao là 57, quên đường kính bầu là 20-21. Rồi mã số 114, cây này giao lưu 650.000 cô chú anh chị ơi, 650, em bao ship toàn quốc luôn nha. Mấy cây này, mấy nhánh này nữa em tỉa còn gọn lại ha, chứ đi gì nó cũng gãy hết trơn nha cô chú anh chị. 650.000. Rồi mã số 115. Cây này có bông luôn nha cô chú anh chị. Đây cái bông nè, nó rụng nè. Ha, đây còn nguyên chùm bông nè. Cây này nó đang có bông trên cây luôn nè ha. Mới ra luôn nha. Bông này bông mới ra nha cô chú anh chị. Nó cũng nhú chồi rồi ha. Cây nhú chồi, nó đang ra bông nha. Được bông đầu tiên. À, cây có bông đàng hoàng. Me chua nha cô chú anh chị nè, có bông đàng hoàng ha. Hoành đế này là 47. Hoành thân này cũng khá là to ha, 18. Chiều cao là 38. Đường kính bầu là 23. Mã số 115. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 550.000, 115 550. Cây có bông ha. Cây này cũng dữ dằn lắm cô chú anh chị ơi, nó quằn quèo như một con rồng vậy đó, nó lắc cực đẹp luôn ha. Cái củ trà bá mà nó dài ha, dài một gang tay em nè. Cây này quái đẹp luôn ha. Quanh củ là tên nó kỹ ta 39, hoành cũ là 39 nha. Đây hoành thân em đo ngay vị trí này được thước rồi, 20, gần 21 ha, gần 21 luôn, 20 rưỡi. Chiều dài là 58, đường kính bầu là 20. Cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây. Cô chú anh chị mình xem kỹ ha. Rồi mã số 116, cây này giao lưu là 700.000, em bao ship ha. Một cây dán bay luôn nha cô chú anh chị, bay luôn ha, 700.000. Cây này cái củ quá khứ cái củ luôn cô chú anh chị ơi. Đây à, cái củ trà bá bự lắc cũng khá đẹp ha. Quanh củ là 49, quanh thân là 15, chiều cao là 38, đường kính bầu là 20. Rồi mã số 117, 600.000, 600.000 nha cô chú anh chị. 117 ha, nó cũng đâm chồi hết trơn rồi nha cô chú anh chị. À, đâm chồi đều hết rồi.
ngắn bay luôn ha, hoặc là mình cắt đây nè mình chơi đổ xuống cũng được ha cô chú anh chị, cũng khá là quái luôn á. Quanh cũ là 33, quanh thân là 13, chiều cao là 42, kính bầu 20. Rồi mã số 118, 400.000. 118 ha, 400. Một trăm mười chín ha cô chú anh chị. Cây này nó cũng quái quái lắm á, 39 hoành, hoành thân ngay vị trí này 17, chiều cao là 33. 119, 400.000. Lô này có cây nó đã ra bông rồi nha cô chú anh chị. 120. Cây này cô chú anh chị mình có thể cắt ngang đây nè, mình cắt ngay chỗ này nè. Mình thả xuống luôn. Rất là đẹp ha. Hồi đầu á cô chú anh chị mình cắt lấy ngay cái mầm nè, ở đây nó có cái mầm nè ha. Đây mình cắt đây là nữa mình thả xuống đây luôn ha. Là ra cái cây dáng cực kỳ quái đẹp luôn. Độc lắm. Nè đây có cái mầm nè, để mình thấy ha. Em đo cái củ đặc này coi. Củ này là 32 hoành. Hoành thân là 18. Chiều cao đo tới đây hay là 33. Đường kính bầu là 19. Rồi mã số là 120, 400.000. 120, cây này 400.000 nha. Cây này về cô chú anh chị mình làm cây đẹp lắm đó cô chú anh chị. Đây có đỉnh nè đó, nữa mình lấy đây đỉnh mình đổ xuống là tuyệt vời luôn ha. 400.000. 121. Hoành cũ là 39. Hoành thân là 15. Chiều cao là 46. Đường kính bầu là 21. 121. Cây này giao lưu là 450.000. 450. Một trăm hai mươi hai. Cũ này là 35. Chiều cao là 44. Đường kính bầu là 18. 122, 350.000, 350. Một trăm hai mươi ba. Hoành cũ 35. Hoành thân là 12. Chiều cao là 42, đường kính bầu 18. 123, 300.000. 300.000. 124. Me chua nghe cô chú anh chị. Cây này là me chua ha. Hoành cũ là 42. Hoành thân là 10. Chiều cao là 31. Đường kính bầu 18.
Rồi mã số 124, 300 ngàn. Cuối cùng 125. Cây này quái ha. Đó, cái củ nó nằm dài luôn. Để em đo thử cái củ dài này coi. 51 quá. Củ dài ha. Quanh cái củ đế dưới này. 30. Hoành thân là 11. Chiều cao là 37. Đường kính bầu 18. Rồi mã số là 125. Cũng là cây cuối cùng của clip ha. Cây này giao lưu 400 ngàn. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị sức khỏe. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.